Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Hán Bộ Quyển 1. Một, Đại Hội Dân Tập. Như vậy, tôi nghe một lúc Phật ở nước Ba Kiệt Đề, trong đạo tràng Bồ Đề ban đầu thành vô thượng chánh giác. Nơi đó đất cứng chắc bằng kim cang, có các luân bảo, hòa bảo, châu mani thanh tịnh dùng trang nghiêm. Các châu mani sắc tướng hải làm tràng thường phóng quang minh, luôn gian ra tiếng di diệu. Các mảnh lưới báo chuỗi qua hương thơm bổ giăng rủ bốn phía. Châu mani bảo dương biến hiện tự tại, mưa vô tận châu bảo và những hoa đẹp trải khắp mặt đất. Cây bảo giang hàng, nhánh lá xum tuê sáng rỡ. Do thần lực của Phật làm cho đạo tràng này ẩn hiện tất cả sự trang nghiêm. Cây bồ đề cao lớn lạ thường, thân bằng kim cang và lưu ly, cành cây bằng nhiều chất bảo tốt đẹp, lá bảo giăng che như mây, hoa bảo nhiều màu đơm sáng các nhánh. Trái bồ đề bằng châu mani chiếu sáng như lửa ngọn xen lẫn trong quang. Quanh cây bồ đề đều phóng quang minh, trong quang minh rưới mani bảo. Trong mani bảo có các bồ tát xuất hiện đông nhiều như mây. Là do thần lực của Như Lai, cây bồ đề này thường gian ra tiếng di diệu, nói các thứ pháp môn vô cùng vô tận. Cung điện lâu đài của Đức Như Lai ở rộng rãi trang nghiêm tốt đẹp khắp đến mười phương. Lâu đài này do châu mani nhiều màu hiệp thành, các thứ hoa bảo đơm đẹp. Những đồ trang nghiêm trong lâu đài tuôn ánh sáng như mây. Từ trong lâu đài chói sáng kết thành bảo tràng, vô biên Bồ Tát và đạo tràng chúng hội đều hợp nơi đó, vì có thể xuất hiện quang minh của chư Phật. Mani bửu dương bất tư nghị âm kết lại thành lưới. Thần thông tự tại của Như Lai làm cho tất cả cảnh giới đều hiện trong lưới báo. Tất cả chúng sanh cùng nơi chỗ nhà cửa của họ đều hiện bóng trong đó. Là do thần lực của chư Phật, trong khoảng một niệm cả pháp giới đều bao gồm trong lưới. Tòa sư tử cao rộng tốt đẹp, đài bằng châu mani, lưới bằng hoa sen, vòng quanh bằng bảo châu di diệu thanh tịnh, hoa đẹp nhiều màu kết thành chuỗi. Cung điện lâu đài cửa nẻo thềm bậc tất cả đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây bảo nhánh lá bông trái xen nhau rực rỡ, châu mani chiếu sáng như mây. Chư Phật mười phương quá hiện nơi châu dương, bảo châu di diệu trong búi tóc của tất cả Bồ Tát đều phóng quang minh chiếu sáng lâu đài. Lại do quái thần của chư Phật, chư Bồ Tát diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như Lai, tiếng đó di diệu vang xa đến khắp tất cả chỗ. Lúc đó Đức Thế Tôn ngự trên tòa sư tử này thành vô thượng chánh giác. Trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng. Thân Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp cõi nước mười phương, ví như hư không bao gồm các sắc tượng. Đối với các cảnh giới không chỗ phân biệt, lại như hư không khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong tất cả quốc độ. Thân Phật thường khắp ngồi trong tất cả đạo tràng của chúng Bồ Tát. Quan quang của Phật chói rỡ như mặt trời mọc lên soi sáng thế giới. Phước đức của Phật rộng lớn như biển cả đều đã thanh tịnh, mà luôn thị hiện sinh vào quốc độ chư Phật. Vô biên sắc tướng đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp giới bình đẳng không sai khác. Diễn thuyết tất cả pháp như giăng bủa mây lớn, mỗi đầu sợi lông đều có thể dung thọ tất cả thế giới mà vẫn không chướng ngại, đều hiện vô lượng thần thông giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thân Phật khắp mười phương mà không có tướng qua lại, trí Phật vào tất cả tướng mà rõ thấu các pháp đều không tịch. Tất cả thần biến của chư Phật ba đời đều thấy cả trong quang minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả Phật độ trong kiếp số bất tư nghị đều làm cho hiển hiện. Có mười thế giới với trần số đại Bồ Tát theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của các ngài là Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Đức Tối Thắng Đăng Quang Chiếu Bồ Tát, Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát, Phổ Bảo Diệm Diệu Quang Bồ Tát, Phổ Âm Công Đức Hải Tràng Bồ Tát, Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Bồ Tát, Phổ Bảo Kế Hoa Tràng Bồ Tát, Phổ Giác Duyệt Ý Thinh Bồ Tát, Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang Bồ Tát, Phổ Quang Minh Tướng Bồ Tát, Hải Nguyệt Quang Đại Minh Bồ Tát, Dân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng Bồ Tát, Công Đức Bảo Kế Trí Sanh Bồ Tát,
công đức Tự Tại Vương Đại Quang Bồ Tát, Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế Bồ Tát, Phổ Trí Dân Nhật Tràng Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Kim Cang Tê Bồ Tát, Hương Diệm Quang Tràng Bồ Tát, Đại Binh Đích Thâm Mỹ Âm Bồ Tát, Đại Khước Quang Ký Sanh Bồ Tát. Có 10 thế giới di trần số Đại Bồ Tát như vậy là bậc thượng thủ. Từ xưa, chư Bồ Tát này cùng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai đồng tu tập thiện căn thực hành Bồ Tát hạnh. Từ biển căn lành của Như Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba la mật, huệ nhãn sáng suốt thấy ba đời. Nơi các môn tam muội đều đầy đủ thanh tịnh, biện tài trọng lớn vô tận như biển, đủ công đức Phật Công Nghiêm đáng kính. Biết căn tánh của chúng sanh thuận theo giáo hóa điều phục, vào tạng pháp giới trí vô phân biệt, chứng giải thoát của Phật rất sâu rộng lớn. Có thể tùy phương tiện vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh nguyện thường đi chung với trí tuệ, cùng tận thuở vị lai rõ thấu cảnh giới bí mật rộng lớn của chư Phật. Khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật đã đi trên bậc phổ quang minh của Như Lai, nhập nơi vô lượng môn tam muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng sự với thế gian mà thực hành thế pháp, tổng trì rộng lớn chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo chuyển pháp luân bất thối, biển cả công đức của tất cả Như Lai đều vào nơi thân của các ngài. Tất cả quốc độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, đã từng cúng dường tất cả chư Phật trải qua vô biên số kiếp luôn hoan hỷ không nhạt. Chỗ tất cả chư Phật chứng đạo Bồ Đề, các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện thệ phổ hiền đã được làm cho trí thân của tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Chư Bồ Tát trên đây trọn nên vô lượng công đức như vậy. Lại có thế giới di trần số chấp kim cang thần, diệu sắc na la viên thần, nhật luân tốc tật tràng thần, tu di quá quang thần, thanh tịnh dân âm thần, chư căn mỹ diệu thần, khả ái lạc quang minh thần, đại thọ lôi âm thần, sư tử dương quang minh thần, mật diệm thắng mục thần, liên hoa quang mani kế thần. Thế giới di trần số kim cang thần như vậy làm bậc thượng thủ. Chư thần này thường phát nguyện lớn trong vô lượng kiếp quá khứ, nguyện thường gần gũi cúng dường chư Phật, nguyện hạnh đã được viên mãn, đã đến mỹ ngàn, chứa nhóm vô biên phước nghiệp thanh tịnh, đã thông đạt cảnh giới của các môn tam muội, đã được thần thông theo ở bên Như Lai, nhập cảnh giới bất khả tư nghị giải thoát. Quay quang các ngài rất hùng mãnh nơi chúng hầu, tùy theo chúng sanh mà hiện thân để điều phục. Tất cả chư Phật quá thân ở chỗ nào, thời các ngài cũng quá thân theo qua. Chỗ của tất cả Như Lai ở các ngài thường xuyên hộ vệ. Lại có thế giới di trần số thân chúng thần, Hoa Kế Trang Nghiêm thần, Quang Chiếu Thập Phương thần, Hải Âm Điều Phục thần, Tịnh Hoa Nghiêm Kế thần, Vô Lượng Quang Nghi thần, Tối Thượng Quang Nghiêm thần, Tịnh Quang Hương Dân thần, Thủ Hộ Nhiếp Trì thần, Phổ Hiện Nhiếp Thủ thần, Bất Động Quang Minh thần. Có thế giới di trần số thân chúng thần như vậy là bậc thượng thủ. Từ xưa chư thần này đã thành tựu đại nguyện cúng dường phụng sự tất cả chư Phật. Lại có thế giới di trần số túc hành thần, Bửu Ấn Thủ thần, Liên Hoa Quang thần, Thanh Tịnh Hoa Kế thần, Nhiếp Chư Thiện Kiến thần, Diệu Bảo Tinh Tràng thần, Lạc Thổ Diệu Âm thần, Chiên Đàn Thọ Quang thần, Liên Hoa Quang Minh thần, Di Diệu Quang Minh thần, Tích Tập Diệu Hoa thần. Có thế giới di trần số túc hành thần như vậy làm bậc thượng thủ. Chư thần này trong vô lượng kiếp quá khứ thường gần gũi Như Lai. Lại có thế giới di trần số đạo tràng thần, Tịnh Trang Nghiêm tràng thần, Tu Di Bảo Quang thần, Lôi Âm tràng tướng thần, Vũ Hoa Diệu nhãn thần, Hoa Anh Quang kế thần, Vũ Vũ Trang Nghiêm thần, Võng Mãnh Hương nhãn thần, Kim Cang Thể Dân thần, Liên Quang Quang Minh thần, Diệu Quang Chiếu Diệu thần. Có thế giới di trần số đạo tràng thần như vậy làm bậc thượng thủ. Thuở quá khứ, chư thần này đã gặp vô lượng Phật, thành tựu nguyện lực thường cúng dường Phật. Lại có thế giới di trần số chủ thành thần, Bửu Phong Quang Diệu thần, Diệu Nghiêm Cung Điện thần, Thanh Tịnh Hỷ Bảo thần, Ly Ưu Thanh Tịnh thần, Hoa Đăng Diệm Nhãn thần, Diệm Tràng Minh Hiện thần, Thạnh Phước Quang Minh thần, Thanh Tịnh Quang Minh thần, Hương Kế Trang Nghiêm thần, Diệu Bửu Quang Minh thần. Có thế giới di trần số chủ thành thần như vậy làm bậc thượng thủ. Trong vô lượng bất tư nghị kiếp, chư thần này đều trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai. Lại có thế giới di trần số chủ địa thần, Phổ Đức Tịnh Hoa thần, Kiên Phước Trang Nghiêm thần, Diệu Hoa Nghiêm Thọ thần, Phổ Tán Chúng Bửu thần, Tịnh Mục Quán Thời thần, Diệu Sắc Thắng Nhãn thần, Hương Mau Phát Quang thần, Duyệt Ý Âm Tinh thần, Diệu Hoa Triền Kế thần, Kim Cang Nghiêm Thể thần.
Có thế giới di trần số chủ địa thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này thuở xưa phát nguyện rộng lớn, thường gần gũi chư Phật đồng tu phước nghiệp. Lại có vô lượng chủ sơ thần, Bủ Phong khai hoa thần, Hoa Lâm diệu kế thần, Cao Tràng phổ chiếu thần, Đi Trần tịnh kế thần, Quang Chiếu thập phương thần, Đại Lực Quang Minh thần, Quay Quang phổ thắng thần, Di Mật Quang Luân thần, Phổ Nhãn hiện kiến thần, Kim Cang mật nhãn thần. Có vô lượng chủ sơ thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đã được pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp. Lại có bất nghị số chủ lâm thần, Bố Hoa như dân thần, Trạc Cán thơ quan thần, Sanh Nha phát diệu thần, Các Tường tịnh nghiệp thần, Thùy Bố diệm tàng thần, Thanh tịnh quang minh thần, Khả Ý lôi âm thần, Quang Hương phổ biến thần, Diệu Quang quánh diệu thần, Hoa Quả quan vị thần. Bất tư nghị số chủ lâm thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều có vô lượng quang minh khả ái. Lại có vô lượng chủ dược thần, Các Tường thần, Chiên Đàn lâm thần, Thanh tịnh quang minh thần, Danh Xưng phổ văn thần, Mao Khổng quang minh thần, Phổ Trị thanh tịnh thần, Đại Phát phóng thinh thần, Tế Nhật quan tràng thần, Minh Kiến thập phương thần, Ích Khí minh mục thần. Vô lượng chủ dược thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều lìa cấu nhiễm, lòng nhân từ cứu giúp muôn vật. Lại có vô lượng chủ giá thần, Nhu Nguyễn thắng dị thần, Thời Qua tịnh quan thần, Sắc Lực dũng kiện thần, Tăng Trưởng tinh khí thần, Phổ Sanh căn quả thần, Diệu Nghiêm hoàng kế thần, Nhuận Trạch tịnh qua thần, Thành Tựu diệu hương thần, Kiến Giả ái nhạo thần, Ly Cấu tịnh quan thần. Có vô lượng chủ giá thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều được thành tựu đại hỷ. Lại có vô lượng chủ hà thần, Phổ Phát tánh lưu thần, Phổ Khiết tuyền giảng thần, Ly Trần tịnh nhãn thần, Thập Phương biến hồng thần, Cứu Hộ chúng sanh thần, Vô Nhiệt tịnh quang thần, Phổ Sanh quang hỷ thần, Quảng Đức thắng tràng thần, Quang Chiếu phổ thế thần, Hải Đức quang minh thần. Có vô lượng chủ hạ thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều ân cần để ý lợi ích chúng sanh. Lại có vô lượng chủ hải thần, Xuất Hiện bủ quang thần, Thành Kim Cang tràng thần, Diễn Ly Trần cấu thần, Phổ Thủy cung điện thần, Các Tường bửu nguyệt thần, Diệu Qua Long kế thần, Phổ Trì quan vị thần, Bửu Diệm Qua quan thần, Kim Cang diệu kế thần, Hải Triều lôi âm thần. Có vô lượng chủ hải thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều dùng biển cả công đức của Như Lai để đầy đủ thân mình. Lại có vô lượng chủ thủy thần, Phổ Hưng dân tràng thần, Hải Triều dân âm thần, Diệu Sắc luân kế thần, Thiện Xảo tiền phục thần, Ly Cấu hương tích thần, Phước Kiều quán âm thần, Tri Túc tự tại thần, Tịnh Hỷ thiện âm thần, Phổ Hiện quay quang thần, Hống Âm biến hải thần. Có vô lượng chủ thủy thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tất cả chúng sanh. Lại có vô số chủ quả thần, Phổ Quang diệm tàng thần, Phổ Tập quang tàng thần, Đại Quang phổ chiếu thần, Chúng Diệu cung điện thần, Vô Tận quang kế thần, Chủng Chủng diệm nhãn thần, Thập Phương cung điện Như Tu Di sơn thần, Quay Quang tự tại thần, Quang Minh phá ám thần, Lôi Âm điển quang thần. Có vô số chủ quả thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều có thể thị hiện các thứ quang minh, làm cho chúng sanh dứt trừ những diệt não. Lại có vô lượng chủ phong thần, Vô Ngại quang minh thần, Phổ Hiện dũng nghiệp thần, Phiêu Kích dân tràng thần, Tịnh Quang trang nghiêm thần, Lực Năng kiệt thủy thần, Đại Thinh biến hống thần, Thọ Sóc thùy kế thần, Sở Hành vô ngại thần, Chủng Chủng cung điện thần, Đại Quang phổ chiếu thần. Có vô lượng chủ phong thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn. Lại có vô lượng chủ không thần, Tịnh Quang phổ chiếu thần, Phổ Du thâm quản thần, Sanh Các Tường phong thần, Ly Chướng an trụ thần, Quảng Bộ diệu kế thần, Vô Ngại quang diệm thần, Vô Ngại thắng lực thần, Ly Cấu quang minh thần, Thâm Diễn diệu âm thần, Quang Biến thập phương thần. Có vô lượng chủ không thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này đều xa lìa trần cấu, tâm rộng lớn sáng suốt trong sạch. Lại có vô lượng chủ phương thần, Biến trụ nhất thiết thần, Phổ Hiện quang minh thần, Quan Hạnh trang nghiêm thần, Châu Hành bất ngại thần, Vĩnh Đoạn mê hoặc thần, Phổ Du tịnh không thần, Đại Dân tràng âm thần, Kế Mục vô loạn thần, Phổ Quán thế nghiệp thần, Châu Biến du lãng thần,
có vô lượng chủ phương thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này có thể dùng phương tiện phóng quang minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt. Lại có vô lượng chủ giả thần, phổ đức tịnh quang thần, hỷ nhãn quán thế thần, hộ thế tinh khí thần, tịch tịnh hải âm thần, phổ hiện các tường thần, phổ phát thọ hoa thần, bình đẳng hộ dục thần, du hí khoái lạc thần, chư căn thường hỷ thần, xuất sanh tịnh phước thần. Có vô lượng chủ giả thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này thường siêng năng tu tập, vui với chánh pháp. Lại có vô lượng chủ trú thần, thị hiện cung điện thần, phát khởi huệ hương thần, lạc thắng trang nghiêm thần, hương hoa diệu quang thần, phổ tập diệu dược thần, nhạo tác hỷ mục thần, phổ hiện chư phương thần, đại bi quang minh thần, thiện căn quang chiếu thần, diệu hoa an lạc thần. Có vô lượng chủ trú thần như vậy làm bậc thượng thủ, chư thần này có thể sanh lòng tinh hiểu nơi diệu pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm xích cung điện. Lại có vô lượng Atula Dương, La Hầu Dương, Tỳ Ma Chích Đa La Dương, Sảo Quyển Thuật Dương, Đại Quyến Thuật Dương, Đại Lực Dương, Biến Chiếu Dương, Kiên Cố Hành Diệu Trang Nghiêm Dương, Quảng Đại Nhân Huệ Dương, Xuất Hiện Thắng Đức Dương, Diệu Hảo Âm Thinh Dương. Có vô lượng Atula Dương như vậy làm bậc thượng thủ, các Atula Dương này đều đã siêng năng xô dẹp ngã mạn và những phiền não. Lại có bất tư nghị số Kalola Dương, Đại Tốc Phật Lực Dương, Vô Năng Hoại Bảo Cái Dương, Thanh Tịnh Tốc Tật Dương, Tâm Bất Thối Chuyển Dương, Đại Hải Sứ Nhiếp Trì Lực Dương, Kiên Cố Tình Quang Dương, Sảo Nghiêm Quang Kế Dương, Phổ Thiệp Thị Hiện Dương, Phổ Quán Hải Dương, Phổ Âm Quảng Mục Dương. Có bất tư nghị số Kalola Dương như vậy làm bậc thượng thủ, các Kalola Dương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu hộ tất cả chúng sanh. Lại có vô lượng Khẩn Na La Dương, Thiện Huệ Quang Minh Thiên Dương, Diệu Quá Tràng Dương, Chủng Chủng Trang Nghiêm Dương, Việt Ý Hống Thinh Dương, Bửu Thọ Quang Minh Dương, Kiến Giả Hưng Lạc Dương, Tối Thắng Quang Trang Nghiêm Dương, Di Diệu Quá Tràng Dương, Động Địa Lực Dương, Nhiếp Phục Ác Chúng Dương. Có vô lượng Khẩn Na La Dương như vậy làm bậc thượng thủ, các Khẩn Na La Dương này đều siêng năng tinh tấn quán tất cả pháp, lòng thường khoái lạc du hí tự tại. Lại có vô lượng Ma Hầu La Già Dương, Thiện Huệ Dương, Thanh Tịnh Quay Âm Dương, Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Dương, Diệu Mục Chủ Dương, Như Đăng Tràng Di Chúng Sở Quy Dương, Tối Thắng Quang Minh Tràng Dương, Sư Tử Ức Dương, Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Dương, Tu Di Kiên Cố Dương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Dương. Có vô lượng Ma Hầu La Già Dương như vậy làm bậc thượng thủ, các Ma Hầu La Già Dương này đều siêng tu tập phương tiện rộng lớn, làm cho chúng sanh dứt hẳn ngu si. Lại có vô lượng Dạ Xoa Dương, Tỳ Sa Môn Dương, Tự Tại Âm Dương, Nghiêm Trị Khí Trượng Dương, Đại Trí Huệ Dương, Diệm Nhãn Chủ Dương, Kim Cang Nhãn Dương, Dũng Kiền Tí Dương, Dũng Địch Đại Quân Dương, Phú Tư Tài Dương, Lực Hoại Cao Sơn Dương. Có vô lượng Dạ Xoa Dương như vậy làm bậc thượng thủ, các Dạ Xoa Dương này đều siêng thủ hộ tất cả chúng sanh. Lại có vô lượng Đại Long Dương, Tỳ Lâu Bát Xoa Dương, Ta Kiệt La Dương, Dân Âm Diệu Tràng Dương, Diệm Khẩu Hải Quan Dương, Phổ Cao Dân Tràng Dương, Đích Xoa Ca Dương, Vô Biên Bộ Dương, Thanh Tịnh Sắc Dương, Phổ Vận Đại Thinh Dương, Vô Nhiệt Não Dương. Có vô lượng Đại Long Dương như vậy làm bậc thượng thủ, các Long Dương này đều siêng năng kéo mây rưới mưa, làm tiêu trừ sự nhiệt não cho chúng sanh. Lại có vô lượng Cưu Bằng Trà Dương, Tăng Trưởng Dương, Long Chúa Dương, Thiện Trang Nghiêm Tràng Dương, Phổ Nhiêu Ích Thành Dương, Thầm Khả Bố Quý Dương, Mỹ Mục Trang Nghiêm Dương, Cao Phong Huệ Dương, Dũng Kiện Tý Dương, Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Dương, Quảng Đại Thiên Diệu Atula Nhãn Dương. Có vô lượng Cưu Bằng Trà Dương như vậy làm bậc thượng thủ, các Cưu Bằng Trà Dương này đều siêng tu học pháp môn vô ngại, phóng quang minh lớn. Lại có vô lượng Càn Thác Bà Dương, Trì Quốc Càn Thác Bà Dương, Thọ Quang Dương, Tịnh Mục Dương, Hoa Quang Dương, Phổ Âm Dương, Nhạo Diệu Động Dư Mục Dương, Diệu Âm Sư Tử Tràng Dương, Phổ Phóng Bửu Quang Minh Dương, Kim Cang Thọ Hoa Tràng Dương, Nhạo Phổ Hiện Quang Nghiêm Dương. Có vô lượng Càn Thác Bà Dương như vậy làm bậc thượng thủ, các Càn Thác Bà Dương này đều tinh hiểu sâu xa đối với đại pháp, quan hỷ kính mến siêng năng tu tập chẳng mỏi nhạt.
lại có vô lượng Nguyệt Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, Hoa Dương Kế Quang Minh Thiên Tử, Chúng Diệu Tình Quang Minh Thiên Tử, An Lạc Thế Gian Tâm Thiên Tử, Thọ Dương Nhãn Quang Minh Thiên Tử, Thị Hiện Thanh Tịnh Quang Thiên Tử, Phổ Du Bất Động Quang Thiên Tử, Tinh Tú Dương Tự Tại Thiên Tử, Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử, Đại Quay Đức Quang Minh Thiên Tử. Có vô lượng Nguyệt Thiên Tử như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên tử này đều siêng năng mở bày tâm mưu của chúng sanh. Lại có vô lượng Nhật Thiên Tử, Nhật Thiên Tử, Quang Diệu Nhãn Thiên Tử, Tư Di Quang Khả Quý Kính Tràng Thiên Tử, Ly Cấu Bửu Trang Nghiêm Thiên Tử, Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển Thiên Tử, Diệu Qua Anh Quang Minh Thiên Tử, Tối Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử, Bửu Kế Phổ Quang Minh Thiên Tử, Quang Minh Nhãn Thiên Tử, Trì Thắng Đức Thiên Tử, Phổ Quang Minh Thiên Tử. Có vô lượng Nhật Thiên Tử như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên tử này đều siêng tu tập lợi ích chúng sanh, thêm lớn căn lành cho họ. Lại có vô lượng Đao Lợi Thiên Dương, Thích Ca Nhân Đà La Thiên Dương, Phổ Sưng Mãn Âm Thiên Dương, Từ Một Bửu Kế Thiên Dương, Bửu Quan Tràng Danh Sưng Thiên Dương, Phát Sanh Hỷ Lạc Kế Thiên Dương, Khả Ái Nhạo Chánh Niệm Thiên Dương, Tu Di Thắng Âm Thiên Dương, Thành Tựu Niệm Thiên Dương, Khả Ái Nhạo Tịnh Quang Quang Thiên Dương, Trí Nhật Nhãn Thiên Dương, Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ Thiên Dương. Có vô lượng Đao Lợi Thiên Dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều siêng phát khởi phước nghiệp rộng lớn của tất cả thế gian. Lại có vô lượng Già Ma Thiên Dương, Hiện Thời Phần Thiên Dương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Dương, Vô Tận Huệ Công Đức Tràng Thiên Dương, Hiện Biến Hóa Đoan Nghiêm Thiên Dương, Tổng Trì Đại Quang Minh Thiên Dương, Bất Tư Nghị Trí Huệ Thiên Dương, Luân Tê Thiên Dương, Quang Diệm Thiên Dương, Quang Chiếu Thiên Dương, Phổ Quan Sát Đại Danh Sinh Thiên Dương. Có vô lượng Già Ma Thiên như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hỷ túc. Lại có Bất Tư Nghị Số Đâu Suốt Thiên Dương, Tri Túc Thiên Dương, Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Dương, Tối Thắng Công Đức Tràng Thiên Dương, Tịch Tịnh Quang Thiên Dương, Cả Ái Nhạo Diệu Mục Thiên Dương, Bửu Phong Tịnh Nguyệt Thiên Dương, Tối Thắng Dũng Kiện Lực Thiên Dương, Kim Cang Diệu Quang Minh Thiên Dương, Tinh Tú Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương, Khả Ái Nhạo Trang Nghiêm Thiên Dương. Có Bất Tư Nghị Đâu Suốt Thiên Dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều xin trì niệm danh hiệu của tất cả chư Phật. Lại có vô lượng Quá Lạc Thiên Dương, Thiện Biến Quá Thiên Dương, Tịch Tịnh Âm Quang Minh Thiên Dương, Biến Quá Lực Quang Minh Thiên Dương, Trang Nghiêm Chủ Thiên Dương, Niệm Quang Thiên Dương, Tối Thượng Dân Âm Thiên Dương, Chúng Diệu Tối Thắng Quang Thiên Dương, Diệu Kế Quang Minh Thiên Dương, Thành Tựu Hỷ Huệ Thiên Dương, Qua Quang Kế Thiên Dương, Phổ Kiến Thập Phương Thiên Dương. Có vô lượng Quá Lạc Thiên Dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều xin điều phục tất cả chúng sanh cho họ được giải thoát. Lại có vô số Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương, Đắc Tự Tại Thiên Dương, Diệu Mục Chủ Thiên Dương, Diệu Quang Tràng Thiên Dương, Dũng Mãnh Huệ Thiên Dương, Diệu Âm Cú Thiên Dương, Diệu Quang Tràng Thiên Dương, Tịch Tịnh Cảnh Giới Môn Thiên Dương, Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương, Hoa Nhị Huệ Tự Tại Thiên Dương, Nhân Đà La Lực Diệu Trang Nghiêm Quang Minh Thiên Dương. Có vô lượng Tự Tại Thiên Dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều siêng tu tập pháp môn rộng lớn, phương tiện tự tại. Lại có vô số Đại Phạm Thiên Dương, Khí Khí Thiên Dương, Bệ Quang Thiên Dương, Thiền Huệ Quang Minh Thiên Dương, Phổ Dân Âm Thiên Dương, Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Thiên Dương, Tịch Tịnh Quang Minh Nhãn Thiên Dương, Quang Biến Thập Phương Thiên Dương, Biến Hóa Âm Thiên Dương, Quang Minh Chiếu Diệu Nhãn Thiên Dương, Duyệt Ý Hải Âm Thiên Dương. Có vô số Phạm Thiên Dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều đủ đại từ thương xót chúng sanh, phóng quang chiếu khắp làm cho chúng sanh đều vui đẹp. Lại có vô lượng Quan Âm Thiên Dương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Dương, Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Dương, Năng Tự Tại Âm Thiên Dương, Tối Thắng Niệm Trí Thiên Dương, Khả Ái Nhạo Thanh Tịnh Diệu Âm Thiên Dương, Thiện Tư Duy Âm Thiên Dương, Phổ Âm Biến Chiếu Thiên Dương, Thầm Thâm Quang Âm Thiên Dương, Vô Cấu Xưng Quang Minh Thiên Dương, Tối Thắng Tịnh Huệ Quang Thiên Dương. Có vô lượng Quang Âm Thiên Dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều an trụ nơi pháp môn Hỷ Lạc Tịch Tịnh rộng lớn vô ngại. Lại có vô lượng Biến Tịnh Thiên Dương, Thanh Tịnh Danh Xưng Thiên Dương, Tối Thắng Kiến Thiên Dương,
tịch tịnh đích thiên dương, tu di âm thiên dương, tịnh niệm nhãn thiên dương, khả ái nhào tối thắng quang chiếu thiên dương, thế gian tự tại chúa thiên dương, quan diệm tự tại thiên dương, nhào tư duy pháp biến hóa thiên dương, biến hóa tràng thiên dương, tinh tú âm diệu trang nghiêm thiên dương. Có vô lượng biến tịnh thiên dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều đã an trụ pháp môn rộng lớn, xin làm lợi ích cho thế gian. Lại có vô lượng quảng quả thiên dương, ái nhào pháp quang minh tràng thiên dương, thanh tịnh trang nghiêm hải thiên dương, tối thắng huệ quang minh thiên dương, tự tại trí huệ tràng thiên dương, nhào tịch tịnh thiên dương, phổ trí nhãn thiên dương, nhạo triền huệ thiên dương, thiện chủng huệ quang minh thiên dương, vô cấu tịch tịnh quang thiên dương, quảng đại thanh tịnh quang thiên dương. Có vô lượng quảng quả thiên dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều dùng pháp tịch tịnh mà làm cung điện và an trụ trong đó. Lại có vô số đại tự tại thiên dương, diệu diệm hải thiên dương, tự tại danh xưng quang thiên dương, thanh tịnh công đức nhãn thiên dương, khả ái nhạo đại huệ thiên dương, bất động quang tự tại thiên dương, diệu trang nghiêm nhãn thiên dương, thiện tư duy quang minh thiên dương, khả ái nhạo đại trí thiên dương, phổ âm trang nghiêm tràng thiên dương, cực tinh tấn danh xưng quang thiên dương. Có vô số đại tự tại thiên dương như vậy làm bậc thượng thủ, chư thiên dương này đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng. Lúc bấy giờ hải chúng đều đã dân tập nơi đạo tràng của Như Lai, tất cả đều dứt tâm chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu nhiễm phiền não và những tập khí thừa xô ngã tòa núi trọng chứng, được thấy Phật không bị trệ ngại. Đại chúng này từ vô lượng kiếp xa xưa đã được sự giúp thọ của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật. Trong thời kỳ tu Bồ Tát hành, họ đã được giáo hóa thành thục và đều được an trụ nơi đạo nhất thiết chủng trí, đã dung trồng vô lượng đức lành và đều được đại phước, đã vào nơi nguyện hải phương tiện, chỗ thực hành đều hoàn toàn thanh tịnh, đã khéo xuất ly, thường thấy Phật được rõ ràng, dùng sức thắng giải vào trong biển lớn công đức của Như Lai, đã được du hí thần thông nơi môn giải thoát của chư Phật.